vợ trẻ mãi chưa muốn sinh em bé, vua cá coi Thắng Ngô liền có động thái nhắc khéo. Mới đây, đại gia Thắng Ngô đã khiến dân tình không khỏi chú ý khi ông để lộ động thái liên quan đến vấn đề sinh con đầu lòng với người vợ trẻ Hà Thanh Xuân. Chuyện tình cảm của vua cá coi Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân từng có thời gian tốn nhiều giấy mực của báo giới. Chuyện tình này trở nên ồn ào vì nam doanh nhân bị gắn mác bội bạc người vợ Tào Khang Thanh Đạo để đến với người vợ trẻ Hà Thanh Xuân. Bẵng đi một thời gian, chuyện tình cảm của vợ chồng vua cá coi cũng dần lắng xuống. Trên trang cá nhân, vị doanh nhân vẫn thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc với người vợ thứ hai của mình. Chưa kể, trong một vài khoảnh khắc, anh còn làm thơ, thả thính để gửi tới vợ. Ngoài cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi, nhiều người còn liên tục dành sự quan tâm đến việc cặp đôi dù kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa thấy cả hai rục rịch chuyện có em bé. Trước đó, Hà Thanh Xuân từng nhiều lần vướng tin đồn đang mang thai bởi những chi tiết như mặc quần áo rộng, nhìn có vẻ tăng cân hơn so với trước. Dựa trên những chi tiết đó, dân tình bán nghi cho rằng vợ trẻ của Thắng Ngô đã có tin vui. Tuy nhiên, Thắng Ngô đã lên tiếng rằng vợ anh mong muốn sinh con cùng với tuổi của anh. Trùng hợp là năm 2023 là năm Mão, năm tuổi của Thắng Ngô, do đó, một lần nữa, dân tình không khỏi đoán già đoán non là cặp đôi sẽ sinh con đầu lòng vào năm tới. Mới đây, một động thái nhỏ của vua cá coi tiếp tục khiến sự việc bùng lên. Cụ thể, một người bạn để lại bình luận nhắc nhở Hà Thanh Xuân chuyện sinh con sau khi sắp xếp công việc, ngay lập tức Thắng Ngô đã thả tim, thể hiện sự đồng tình của mình. Nhiều dân mạng cho rằng, động thái nhỏ này đủ cho thấy vua cá coi cũng rất mong ngóng việc được đón con đầu lòng với Hà Thanh Xuân. Đại gia Thắng Ngô sinh năm 1975, hơn ca sĩ Hà Thanh Xuân 13 tuổi. Theo lời người trong cuộc, họ biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4 năm 2021. Ngày 2 tháng 5 năm 2022, cả hai chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà.